Đội tuyển Việt Nam xuất sắc nhưng thua nghiệt ngã trước Iraq. Đội tuyển Việt Nam có trận đấu tốt trước Iraq nhưng lại để thua ở phút cuối cùng. Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã có thế trận rất tốt trước Iraq. Đội tuyển đến từ Tây Á không dồn lên tấn công quá quyết liệt, điều này tạo cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Chu Chusie thoải mái phối hợp hơn. Phút thứ 17, may mắn đến với đội tuyển Việt Nam khi trung vệ Zeta xin lóng ngóng phản lưới nhà. Tuy nhiên, Niềm vui sớm bị dập tắt khi trọng tài trách va và, và, xác nhận Khuất Văn Khang đã việt vị. Khuất Văn Khang sau đó trở thành cái tên đáng chú ý nhất. Anh có đường đá phạt để Bùi Hoàng Việt Anh băng vào ghi bàn đẹp mắt cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng đến cuối hiệp 1, tài năng trẻ này lại phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân, gây bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Không mất quá lâu, đội tuyển Iraq tận dụng lợi thế hơn người của mình và ghi bàn gỡ hòa ngay đầu hiệp 2 sau pha đánh đầu của trung vệ Rebin Solaka. Thời gian sau đó, đội tuyển Iraq ảo lên tấn công, dồn ép đội tuyển Việt Nam. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thứ hai của Hút Xanh. Cuối trận, đội tuyển Iraq được hưởng một quả đá phạt đền sau pha phạm lỗi của Việt Anh trong vòng cấm. Tuy vậy, Hút Xanh lại đá trúng cột dọc. Tưởng chừng như đối tượng Iraq đã có thêm một chiến thắng thì Quang Hải ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ cho đội tuyển Việt Nam. Đến những giây cuối cùng, Minh Trọng phạm lỗi với đối phương, đội tuyển Việt Nam lại nhận phạt đền. Hút xanh lần này đã thực hiện thành công pha đá penalty của mình. Trung cuộc, đội tuyển Việt Nam rời giải với trận thua nghiệt ngã trước Iraq.